Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành các quyết định điều chỉnh giảm các loại lãi suất điều hành, trong đó có lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các ngân hàng cũng đã điều chỉnh giảm ngay lãi suất tiền gửi. Cụ thể, tại Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất không kỳ hạn đều ở mức 0,1% năm, thấp hơn so với mức trần quy định và cũng thấp nhất trong hệ thống. Lãi suất có kỳ hạn từ dưới 5 tháng cũng giảm từ 0,35 đến 0,5% so với trước đó. Như Vietcombank, Sacombank là 4,25% năm, thấp hơn so với trần quy định. Vietinbank và BIDV có lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng là 4% năm. Với tinh thần chủ động tích cực chung tay với cộng đồng chia sẻ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp cùng với toàn hệ thống, BIDV Bắc Hưng Yên đưa ra một số giải pháp hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân. Theo tổng hợp của Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Bắc Hưng Yên, đến nay, ngân hàng có gần 1.500 tỷ đồng số dư bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngân hàng đã hỗ trợ cho 21 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng. Trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho hai khách hàng doanh nghiệp với số vốn 573 tỷ đồng, giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu cho 19 khách hàng với tổng số vốn trên 900 tỷ đồng. Cùng với đó, cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho 200 khách hàng với số tiền 1.600 tỷ đồng. Lãi suất cho vay mới đối với khách hàng giảm từ 0,5 đến 1,2% theo từng kỳ hạn, đồng thời đưa ra các gói tín dụng chuyên biệt với lãi suất ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ ngày 1 tháng 7, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh được nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng một tháng. Như vậy, người có thu nhập trên 11 triệu đồng một tháng nếu không có người phụ thuộc, trên 15,4 triệu đồng một tháng nếu có một người phụ thuộc và trên 19,8 triệu đồng một tháng nếu có hai người phụ thuộc mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ước tính hơn 40% số người nộp thuế thu nhập cá nhân là ở bậc 1 và sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả lạm phát và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giống lúa vụ mùa của năm nay được giá, chất lượng giống tốt, năng suất dao động từ 2 đến 2,5 tạ trên một sào. Theo cơ cấu vụ mùa năm nay, lúa sớm chiếm khoảng từ 5 đến 10%, gồm có Đài Thơm 8, Hà Phát 3, mùa chung khoảng từ 90 đến 95%, ngoài hai giống trên còn có ADI 28, Nếp Thơm Hưng Yên. Lúa giống năm nay chất lượng tốt, được giá, thu mua dao động từ 8.000 đến 9.000 đồng 1kg. Năng suất đạt từ 2 đến 2,5 tạ trên một sào, hiện bà con nông dân đã thu hoạch gần xong các diện tích lúa giống. Trong vụ mùa này, tỉnh hỗ trợ giá cho 3 giống lúa gồm Nếp Thơm Hương Yên, Đài Thơm 8 và Hà Phát 3 với số tiền khoảng 18.000 đồng 1kg cho bà con. Như Nếp Thơm Hương Yên, giá lúa giống bán ra là 38.000 đồng 1kg. Sau khi trừ hỗ trợ, bà con còn phải trả 20.000 đồng 1kg. Hiện nay nông dân đang chuẩn bị giống cho vụ mùa. Theo xu thế của thị trường, bà con đang dần chuyển sang trồng các giống lúa có giá trị kinh tế cao với quy mô ngày một mở rộng. Vì thế, việc chọn giống lúa chất lượng tốt là yếu tố rất quan trọng. Trong những năm trở lại đây thì cái giống Bắc Thông số 7 nó đã dần bị thoái hóa và bị nhiễm bạc lá rất là nhiều. Người dân có xu hướng chuyển dần sang sản xuất những cái giống mà ít nhiễm sâu bệnh hoặc là những cái giống mà có giá trị kinh tế cao như là giống Nếp Thơm Hưng Yên. Vụ xuân năm 2019 thì cái giá Nếp Thơm Hưng Yên là nó ở 8.500 một cân tươi và cân tại đầu bờ luôn. Thuận lợi cho việc là người dân có thể sản xuất ở quy mô lớn 10 mẫu, 20 mẫu, 30 mẫu mà không phải lo đến quá trình phơi sấy. Vụ này, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên có 26 hectare trồng lúa giống, sản xuất ra khoảng 100 tấn lúa giống, trong đó 50 tấn là Nếp Thơm Hưng Yên và 50 tấn Nếp 415. Ngoài cung cấp giống lúa cho tỉnh, Trung tâm Giống xuất sang các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.